Mọi chuyện bắt đầu sau khi năm thầy trò Đường Tăng lấy được chân kinh, Tôn Ngộ Không được phong đấu chiến thắng Phật. Ban đầu Đại Thánh công tác tại Linh Sơn và có mối quan hệ giao hảo với thiên giới. Nhưng rồi dần dần ông nhận ra cuộc sống của thiên giới quá nhiều luật lệ, khiến một con khỉ yêu thích sự tự do, ghét bị kìm kẹp như ông cảm thấy khó chịu. Ông trở về Hoa Khỏa Sơn sinh sống với bầy khỉ của mình. Ông không biết rằng, việc từ bỏ địa vị và quyền lực đã dấy lên những ngờ vực về hình ảnh một con khỉ bất trị một thời. Chuyện gì đến cũng phải đến, thiên đình một lần nữa thảo phạt Hoa Quả Sơn, khiến nhiều hầu tử hầu tôn của Đại Thánh mất mạng. Nỗi căm phận đến cực độ, Đại Thánh muốn trả thù thiên giới, những kẻ chẳng cho ông là một con khỉ bình thường. Trước mặt lúc này là Tứ Đại Thiên Vương, hàng vạn thiên binh thiên tướng và một kẻ đáng gờm nhất, Nhị Lang Thần. Về sức mạnh, Nhị Lang và Đại Thánh là khá cân xứng, nhưng với sự giúp sức của Tứ Đại Thiên Vương, Đại Thánh gặp bất lợi hơn một chút. Ông quyết định dụ Nhị Lang ra một nơi khác để có thể đấu tay đôi. Đột ngột chiếc vòng kim cô hiện lên đầu, cùng với một đòn chí mạng của Nhị Lang đã khiến Đại Thánh rơi vào một ngọn núi và vỡ tan, không rõ tung tích. Nhiều năm sau, theo lời của một ông khỉ già sống ở Hoa Quả Sơn, thì xác Đại Thánh ở trong hòn đá này. Tuy cơ thể đã tan biến, nhưng linh hồn của ông vẫn tồn tại, biến thành 6 thánh tích, đã trốn thoát và được giấu ở 6 nơi khác nhau. Ông khỉ già kể điều này cho đám hầu tử hầu tôn ở Hoa Quả Sơn, trong đó có một con khỉ ông coi là có duyên kỳ ngộ, lãnh nhiệm vụ tìm 6 thánh tích này với mục tiêu hồi sinh Đại Thánh. Vẻ ngoài của con khỉ này có phần giống với Tôn Ngộ Không. Mình sẽ gọi nhân vật này là khỉ chính, vì nó là nhân vật chính. Khỉ chính bắt đầu lên đường. Đất có thổ công, sông có hà bá. Quả nhiên, vị thần đầu tiên khỉ chính gặp là thổ địa. Khi đi ngang qua một miếu thờ nhỏ, ông hiện lên và nói rằng, miếu thờ đó vốn là thờ Bồ Tát. Khi xưa, có rất nhiều người đến thờ cúng, nhưng thời gian gần đây, yêu tinh tắc oai tắc quái khiến nơi này ngập tràn trong tang tóc. Sau một trận đánh với một con mini boss giống tê giác, chúng ta được biết rằng khỉ chính không hề biết phép thuật như Đại Thánh. Y được thổ địa thông qua cái gậy hình bàn tay chỉ cho một vài phép thuật hạng 3, nhưng đủ để đồng hành cùng y trên hành trình đầy gian nan này. Sau này khả năng cao sẽ không chỉ có sự xuất hiện của Ngộ Không, mà 4 thầy trò còn lại cũng sẽ dần lộ diện. Điều này được hiên ở phân đoạn võ mồm với Nhị Lang Thần, khi Ngộ Không nói người này mồm điêu y như con lợn đó, ám chỉ bát giới. Khi Nhị Lang có ý bảo Đại Thánh quỳ xuống quy hàng trở về thiên cung, có thể tiếp tục được làm quan. Điều này cũng khiến mình lấn cấn đôi chút, vì đấu chiến thắng Phật vốn phải công tác ở Linh Sơn, tại sao lại nói trở về thiên giới? Hay có ẩn khúc gì đó hồi sau mới rõ? Vì cái tên là Hắc Thoại Ngộ Không nên mình xin phép tiên đoán, cái kết sẽ không hề dễ chịu và hướng thiện một chút nào. Có thể chúng ta sẽ được thấy một phiên bản Ngộ Không đen tối và tàn bạo nhất từ trước đến nay. Tựa game sẽ vẽ ra một bối cảnh khi Ngộ Không và Khỉ Chính liên thủ với nhau, và chúng thực sự đã giành chiến thắng trước tiên giới. Sau khi làm chủ được địa linh tiêu, hai con khỉ điều khiển thiên binh thiên tướng, dùng kế đánh trường kỳ, dần dần khiến Linh Sơn suy yếu, rồi tung một đòn kết liễu, sau đó chúng sẽ gieo rắc nỗi thống khổ lên cả tam giới. Mà chỉ khi gặp được Đường Tăng, Đại Thánh mới bị cảm hóa. Về mặt gameplay thì đây không phải là thể loại Soul-like, mà là chặt chém kiểu Devil May Cry. Khỉ chính sẽ có những đòn đánh từ vừa đến mạnh bằng gậy, ngoài ra còn có thể sử dụng phép thuật ở mục phím phụ. Sau mỗi lần thổ địa chỉ điểm, mục này còn có các lợi phẩm như máu mana. Ngoài thanh máu và mana ra, còn có một thanh thể lực. Sau khi khỉ chính thực hiện những pha né đòn, những miếu thờ quan âm, sau khi khỉ chính tiến đến thắp hương, sẽ phục hồi toàn bộ các chỉ số cho nhân vật. Mình thấy hệ thống đòn đánh của tựa game đang hơi đơn điệu. Các kỹ năng sẽ dần được mở khóa như God of War, nhưng hy vọng nó mang lại cảm giác epic một tí. Những con boss, ví dụ như con hồn ma lang thang này, nó chỉ có 3 chiêu lặp lại là lao vào dậm đất, vung tay bắn nội lực, lao vào quét lá đa, khá dễ đoán. Ở phần tiếp theo, mình sẽ thuyết minh toàn bộ trường đoạn Ngộ Không giao đấu với thiên đình để các bạn cùng cảm nhận độ hoành tráng của tựa game. Thưa thầy, con khỏe. Kinh Thánh Hạ Lưu.
Lão Tôn chỉ muốn sống yên ổn ở Hoa Quả Sơn, thoát khỏi sự ràng buộc và những công lao được cho là của các người. Các người không tin tưởng ta, ta hiểu. Họ cử nhà ngươi và lũ ngốc đó đến đe dọa ta, để ta có thể ngoan ngoãn vâng lời và phục vụ các ngươi một lần nữa. Ta cũng hiểu điều đó. Nhưng điều ta không hiểu là tại sao các ngươi dám giết hầu tử hầu tôn của ta, lũ vô lại. Lùi lại đi đám người ngu ngốc, tên hỗn láo, còn không mau quỳ xuống. Hãy nhớ rằng con khỉ đó là một con khỉ đã thành Phật, nhiều công đức, là một kẻ có nhiều công trạng, đấu chiến thắng Phật. Không ai ngoài ta có thể đấu tay đôi với hắn. Hầu tử ơi là hầu tử, ta không thích đánh nhau với bại tướng. Chỉ bằng thế này, nếu người thua, ta đưa người trở lại thiên đình. Họ sẽ ở lại và phá hủy ngọn núi của người. Còn nếu ta thua, yên tâm, ta sẽ báo thù. Và họ thì vẫn sẽ san bằng Hoa Quả Sơn của ngươi. Bi kịch. Ngươi vốn là người của thiên đình, sao phải đụng đến binh đao chứ? Tại sao ngươi không quỳ xuống, nhận sai, chúng ta sẽ lại là những người bạn. Trong ngần ấy năm, ngoài con lợn đó ra, ngươi là kẻ hai lời nhiều nhất. Người làm ta mắc cười quá. Ngươi muốn chơi không? Ta móc con mắt trên trán của ngươi và ăn nó, giữ lại cho ngươi hai con còn lại, để cho ngươi chứng kiến ta tàn sát từng tên vô lại trên thiên đình. Những tên này, những tên kia, và cả con chó của ngươi nữa. Nào, xông lên đi! Người đã được ban nhiều ân huệ, nhưng đã bỏ phí tất cả, con khỉ vô ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yêu hầu, nếm thử một gì của ta. Cái này gọi là đấu tay đôi hả tiểu tử? Ở đây chói quá, có giỏi thì đi theo ta. Và đó là kết thúc của video ngày hôm nay. Như thường lệ, tôi là Chuỗi Linh. Còn bây giờ thì... See ya!